Thử nghĩ xem, Counter Strike yếu tố siêu anh hùng. Đó là mô tả ngắn gọn nhất dành cho Valorant, phép thử đầu tiên của Riot Games khi bước vào thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất. Và đa, từ nó vậy không phải là để chê Valorant. Trên thực tế, nó vẫn làm theo công thức quen thuộc, vốn không có gì phải phàn nàn, nhưng nó cũng có những thứ khá là khác lạ, đủ để mọi người nên chú ý. Và tất nhiên, còn quá sớm để nói về Valorant sẽ như nào trong tương lai, nhưng ít nhất, nó có tiềm năng. Valorant lấy bối cảnh trái đất ở một tương lai gần, khi con người phát hiện ra nguyên liệu Radinate, thứ có sức mạnh khủng khiếp hơn cả Uranium. Những người nhiễm phải Radinate được gọi là Radiant và có được sức mạnh siêu nhiên. Họ được một tổ chức có tên là Valorant tuyển chọn nhằm ngăn chặn những thành phần khủng bố ăn cắp lại nguyên liệu khủng khiếp này. Và bla bla bla, tôi có thể tiếp tục nói về vũ trụ này, nhưng với một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất cổ điển năm đấu năm như này, chúng ta đều biết lý do tại sao chúng ta tìm tới tựa game này. Cũng tương tự như Counter-Strike, Valorant có những cơ chế cơ bản chung là hệ thống vũ khí, bản đồ và gameplay. Chỉ khác biệt ở phần đồ họa cel shading bắt mắt, dễ nhìn hơn so với đối thủ huyền thoại, vốn tập trung vào đồ họa chân thực. Hệ thống âm thanh đối với những tựa game như này là yếu tố quan trọng sống còn, và Valorant đã làm tốt nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, phần âm nhạc trong game có hơi hướng trầm lắng, không có điểm nhấn, và nhiều lúc tôi nghĩ nó còn không có nhạc nền. Điểm sáng nổi bật của tựa game so với tất cả các game bắn súng khác trên thị trường đó chính là bộ netcode với độ trễ gần như bằng không. Ngoài ra, phần mềm chống gian lận có tên là Vanguard Anti-Cheat hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, cái này sẽ còn phải được kiểm chứng trong thời gian rất dài sắp tới. Nhưng nhìn chung, với những gì cảm quan mà Valorant cho chúng ta thấy thì nó hoàn toàn ổn thỏa và đáng để người chơi bỏ thời gian để thử. Chế độ chơi chính ở Valorant sẽ canh trận đấu 5 đấu 5, khi đội phòng thủ sẽ phải bảo vệ bom site và đội tấn công sẽ phải cố gắng đặt bom ở đó. Hai đội sẽ đổi bên ở giữa trận và đội nào giành được 13 bàn thắng trước sẽ là đội chiến thắng. Mọi thứ đều trở nên cực kỳ quan trọng và liên quan mật thiết tới nhau vì mỗi người chơi chỉ có một mạng mỗi trận. Vì thế, sự chính xác đòi hỏi sự tập trung cao độ. Bên cạnh đó, bạn cũng phải quan tâm đến tình hình tiền tệ của đội vì số tiền của đội ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thể hiện. Đây sẽ là số tiền dùng để mua vũ khí trước khi ván đấu diễn ra. Yếu tố đặt bạn và các đồng đội sẽ phải cân nhắc mua hoặc tiết kiệm cho các ván sau. Chính vì thế, từng hành động nhỏ có thể tác động tới cả cục diện. Valorant được thiết kế để trở thành game bắn súng chiến thuật, vì thế đừng mong đợi bạn có thể sạc cả băng và có những jump shot ấn tượng. Bạn sẽ cần phải bỏ thời gian để master được các khẩu súng trong game. Bạn cũng sẽ phải học cách kiểm tra các góc khi bạn tiến vào vùng dễ xảy ra giao tranh và biết cách chọn vị trí an toàn để đoán được hành động của đối thủ. Bên cạnh đó, tầm quan trọng của âm thanh tác động trực tiếp vào nhịp độ của ván đấu. Âm thanh của bước chân cũng sẽ giúp bạn xác định được hướng và khoảng cách của đối thủ. Từng loại âm thanh khác nhau cũng để gợi ý cho bạn chiến thuật của kẻ thù, đánh nhanh hay đánh chậm, vân vân. Rõ ràng, Valorant không hề giấu tham vọng để trở thành một tựa game bắn súng chiến thuật chất lượng khi làm tốt công thức mà Counter-Strike đã thể hiện. Riot có lẽ không muốn đứa con của mình bắt chước hoàn toàn với các huyền thoại. Vì thế, Valorant sở hữu hệ thống bản đồ không giống ai. Bạn nghĩ sao nếu bản đồ có tới tận 3 sai đặt bom? Tôi đã phải hét what the fuck khi thấy bản đồ như vậy. Dẫu vậy, không phải bản đồ nào cũng có 3 sai, và tôi hiểu được sự cố gắng của Riot để đem tới trải nghiệm mới. Tất nhiên, tất cả các map đều có đặc điểm riêng, độ khó riêng và một vài map có vật dụng để người chơi tương tác nhằm được thế chủ động về cho team mình. Thêm nữa, các bản đồ này không có skybox, vì thế bạn có thể đứng từ đầu bên này, lấy đựu đạn sang tận đầu bên kia và hy vọng, tôi chỉ nói hy vọng thôi nhé, là bạn sẽ tiêu diệt được đối thủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản đồ của Valorant thực sự tốt. Điểm trừ của chúng là có quá nhiều góc chết và những choke point khó đẩy. Vũ khí trong Valorant không có thiết kế bắt mắt, có lẽ việc theo thể loại bắn súng chiến thuật cổ điển thì Riot không muốn các khẩu súng đó trở nên quá sci-fi. Và súng ống trong game phải đạt được 3 tiêu chuẩn, đó chính là hình dáng, âm thanh và thông số. Riot chỉ đạt được 2 tiêu chuẩn đó ngay từ lúc còn beta là âm thanh và thông số. Hình dáng thì sao? Thiết kế của súng rất khó để nhận dạng và bạn chỉ có thể trông chờ vào âm thanh để phát hiện. Bên cạnh đó, tôi cũng không thích Riot chọn Random Number Generate. Đây là cơ chế spray có độ giật hoàn toàn ngẫu nhiên. Bạn có thể kiểm soát được khẩu súng với những viên đạn đầu, nhưng đến khi sấy thì khẩu súng không có gì máy quay số lô tô. Bạn chuyển cách nhấp từng phát bắn hoặc cổ may khi sấy.
và các anh hùng của chúng ta, aka Agent. Đây có thể coi là điểm nổi bật nhất của tựa game này. Những bộ kỹ năng của các Agent là thành quả sáng tạo để thay thế cho những quả lựu đạn, flash, smoke vốn vô vị của lão làng CSGO. Riot thậm chí chia các Agent ra làm 4 class khác nhau. Controller, những kẻ có kỹ năng điều khiển và di chuyển bản đồ, kỹ năng để điều khiển đám đông và làm cho kẻ địch bối rối khi đứng trong tầm kiểm soát của những đặc vụ này. Sentinel, những chuyên gia phòng thủ và thu thập thông tin, giúp cho team mình có lợi thế tầm nhìn ở những góc khuất của bản đồ. Initiator, những đặc vụ chuyển mở combat ra trên quy mô lớn với bộ kỹ năng đẩy và dồn kẻ địch để team nhanh chóng đi về phía sai nhanh nhất. Cuối cùng là Duelist, những chiến binh có những kỹ năng tự cung tự cấp bằng cách đi kiếm mạng, hoặc là những thành phần gây khó chịu chính trong team khi bộ kỹ năng của họ được tối ưu cho việc kiếm mạng và vô hiệu hóa kẻ thù trong giao tranh. Nhưng dù sáng tạo đến đầu thì có một số agent với bộ kỹ năng siêu lợi xuất hiện như Xe, vừa đặc vụ người Trung Quốc với bộ kỹ năng đa dụng, vừa làm chậm, vừa tạo tường, vừa hồi máu, vừa hồi sinh. Yeah, một mây của Overwatch xuất hiện trong Valorant. Raze, một agent người Brazil với bộ kỹ năng toàn chất nổ có sức hủy diệt tầm cỡ. Michael Bay. Và gần đây nhất chính là Reyna, vừa đặc vụ có kỹ năng chặn tầm nhìn to nhất game. Chỉ cần bạn nhìn thấy cô nàng thì chắc bạn đã lên bạc điểm lúc nào không hay. Sẽ rất khó để nói kỹ tất cả các khả năng của 11 đặc vụ, nhưng nhìn chung, sức mạnh của họ là trừng phạt đối thủ mất cảnh giác hay làm suy yếu đối thủ khi giao tranh, và đơn giản chỉ là hỗ trợ phía sau cho đồng đội. Việc các agent được phân chia vào một trong 4 class cũng giúp cho đội hình của bạn khi lựa chọn sẽ cần cân nhắc và cân bằng hơn. Có thể một số agent đúng là có những khả năng tương đối giống nhau, nhưng họ đều có hiệu quả nhất định đủ để bạn khó lòng cảm thấy nhàm chán. Tuy nhiên, chính vì sự thiếu đa dạng đó và dễ nhận ra các agent chưa đem tới sự lôi cuốn thực sự, bạn sẽ luôn cảm thấy các agent này ở đâu đó ngoài kia trong thế giới game. Có thể họ có vẻ ngoài bóng bẩy, nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của các đối thủ vốn đã ra mắt trước đó từ lâu. Trong một thời đại mà Apex Legends, Overwatch hay thậm chí cả cả nhà Liên Minh huyền thoại, Valorant cần phải cố gắng rất nhiều để giúp các agent nổi bật hơn nữa. Tôi đã chơi Valorant từ lúc beta cho đến giờ và phải công nhận Valorant đã có một nền tảng vững chắc trong lối chơi của mình. Đây có thể coi là thứ quan trọng nhất đối với một tựa game đi theo con đường này. Mặc dù nó không tạo ra chấn động, nhưng sự kết hợp mượt mà giữa gunplay và khả năng của các agent làm tôi liên tưởng Counter-Strike và Overwatch kết hợp để sinh ra một đứa con vậy. Rõ ràng, Valorant còn rất nhiều việc phải làm để chứng minh được giá trị của nó. Nhưng bất kể lý do gì đi nữa, thì Valorant đang ổn, không tuyệt. Nhưng chắc chắn trong tương lai, tôi tin nó có thể tốt hơn nữa. Ngoài ra các bạn hãy xem tập mới nhất của Theo Chân Console 2020 và bài đánh giá Minecraft Dungeons. Và muốn xem những thứ khác nữa, hãy dõi theo PGN.